Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Vệ An Lợi. Vào tháng 7 ngâu mà Vệ An Lợi vẫn bán được và đợt này thì cũng gần hết xe rồi quý chị ạ. Bác nào, anh chị em nào, cô dì chú bác nào mà có xe ô tô bán ủng hộ em Lợi nhé. Thì em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Các bác có xe ô tô bán tải đẹp bán, em Lợi hứa sẽ mua cao, không nhất thì cũng phải nhì thị trường. Và toàn bộ xe em Lợi thì bán ra là cam kết văn bản cho quý anh chị. Và chiều nay thì em Lợi có đi lên Thanh Oai mua được một cái chiếc xe Nissan Navara đời 2011 ở cái tầm tài chính 205 triệu nha quý anh chị ơi. Chiếc xe này thì em sẽ review luôn cả từ giấy tờ và xe cho quý anh chị, và các bác đỡ phải hỏi nhiều. Vì cơ bản là bác nào cần giải thích về cái vấn đề gì thì em sẽ tư vấn trực tiếp. Và đây, em mời anh chị em lại gần nhé. Đấy, chiếc xe này thì đây, năm sản xuất này là 2011 nhé. Em có sẽ chụp ảnh để lên trên video cho quý anh chị xem này. Đấy, đăng ký của chiếc xe là tên cá nhân nhé. Đây, và Thanh Oai Hà Nội nhé. Đây, Thanh Oai Hà Nội nhé. Toàn bộ xe là đăng ký lại 2014 này. Về chủ thì em cũng chia sẻ thẳng với quý anh chị là chủ mã đầy đủ hết, bao rút hồ sơ. Đấy, và toàn bộ xe đây, từ đăng kiểm là em vừa mới đăng kiểm ngày hôm nay đây, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2024 nhá. Vừa mới làm xong được quý chị này. Đấy, nên là không có phạt nguội và toàn bộ xe thì pháp lý là đầy đủ hết. Đấy. Sau đây em sẽ quay về cái chất lượng xe và cái khung gầm máy số cho quý chị xem về cái chất lượng xe, một cái chiếc xe ở cái tầm tiền 200 triệu và nó được như thế nào và nó chất như thế nào. Đấy, toàn bộ xe thì mời anh em xem tiếp video. Đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhá. Xe được trang bị nước sơn màu xám lông chuột và toàn bộ đồng sơn lốp ráp rất dày. Xe được trang bị la răng đúc này. Đấy. Và kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt và kính đèn không bị rạn nứt gì. Xe kính nguyên bản hết. Các cái phần đầu xe đây có một số điểm chảy xước này. Đèn pha của chiếc xe rất là đẹp nhá. Mặt ca lăng này đến ba đời sốc phía trước này. Nói chung là đầu xe cũng khá là đều. Và đây, có một số điểm chảy xước em cũng quay thực tế luôn cho quý anh chị nhá. Đây, phần này là bị móp máp và trước đây là đã bị bã tít này, bã một lớp bã vào rồi. Và nhưng mà các phần xương đầu răng bóng khí là còn nguyên. Đấy, toàn bộ ở phần đầu răng ở bên trong này, đấy, giảm sóc là còn rất là đẹp nhá. Đấy, là lốp này cực kỳ dày và la răng của chiếc xe là la răng đúc nhá. Đấy, tất cả các cái phần đồng sơn bên phụ của chiếc xe đây, một số điểm chảy xước đấy. Và bậc lên xuống này, xe chưa dọn dẹp gì, quay mộc cho quý anh chị luôn. Vừa lấy chiều này nhá, kính này, đến tay nắm cánh cửa này, còn đẹp. Và xe khung gầm Hà Nội thì anh em yên tâm nhá, tất cả chassis khung gầm Hà Nội này, khá là đẹp. Đây, toàn bộ các cái phần đồng sơn bên phụ và phía sau của chiếc xe này, cản sau là cản inox nhá. Đấy, đèn hậu còn khá là sáng và đẹp. Đây, có cái đèn hậu bên này thì nó hơi nứt một chút thôi, nhưng mà em sẽ cho xử lý và thay khắc phục lại. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý chị nhé. Hiện tại thì đây, toàn bộ tay nắm cánh cửa này, kính này, đến bậc lên xuống này. Đấy, rất là đẹp. Và chảy xước có ở bên hông này thì có một chút nhá. Đấy. Và sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhá. Cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá, từ cột kèo này, táp lô, táp ly, cánh cửa của chiếc xe này, rất là đẹp nhá. Đấy, gioăng này. Đấy, nội thất ghế bên trong được trang bị ghế da nhá. Trần thì nguyên bản từ đầu, trải sàn da được lắp thêm này. Và toàn bộ các cái phần cột này, keo chỉ tam cánh cửa này, zin hết. Và đây, toàn bộ các cái phần nội thất ghế phía trước của chiếc xe này, rất là mới và đẹp, bóng khí là nguyên zin này, cột kèo ốc này đều rất là đẹp. Và số sàn hai cầu nhá, đây là núm cài cầu điện của chiếc xe này, vô lăng củ số màn hình này, cam hành trình này.
Đây, tất cả các cái vần ốc này đều rất là đẹp nhá. Cột kèo gioăng này, nội thất xe thì khá là mới với cái tầm tài chính hơn 200 triệu, 205 triệu. Anh em nào mà quan tâm đến cái chiếc xe bán tải Nissan Navara đời 2011 số sàn 2 cầu máy dầu màu xám lông chuột nhá, thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Đây, tất cả các cái phần cánh cửa này rất là đẹp nhé. Vô lăng củ số này, số sàn 6 cấp nhé. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhé, từ các ốc tai này, đầu răng này, chân đèn này, núm này, nở này đều rất là đẹp và vào form nó tem mác đầy đủ hết này. Đấy, toàn bộ khoang động cơ máy này, máy của chiếc xe là máy nguyên máy dầu 2.5 nhá. Đấy, toàn bộ máy rất là đẹp và nguyên bản không có bị ngập nước gì, và máy thì còn hơi rất là khỏe, và toàn bộ xe sử dụng động cơ máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây nhá. Cabo của chiếc xe đây. Đấy, còn cái tầm tiền rất hợp lý nhá, bác nào mua về cho công nhân đi lại này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một cái chiếc xe Navara đời 2011 số sàn 2 cầu máy dầu. Nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nha. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.